Sẵn sàng chưa? Rồi ạ. 4 chia 4 bằng mấy? 4 chia 4 bằng 1. 6 chia cho 3 bằng mấy? 6 chia cho 3 bằng 5. Bằng 2 ạ. Ừ, thế 8 chia 2 bằng mấy? 8 chia 2 bằng Bằng mấy? còn 4 á. Đúng rồi, thế 9 chia 3 bằng mấy? 9 chia 3 rồi, thế 10 chia cho 2 bằng mấy? Chia 2 bằng mấy? Đúng rồi. Thế thì 12 chia cho 3 bằng mấy? 12 Chia cho 3. cho 3 Đúng rồi, giỏi lắm. Thế thì 15 mà chia cho 3 bằng mấy? con không làm được đâu. Con thử tính đi. 15 Mà chia cho 3. Chia hẳn cho 5 đi. 15 mà chia cho 5. con không làm được đâu. Con thử tính đi. Số kinh quá, số to. Thế thử tính đi, không được thì thôi. 15 mà chia cho 5. À, cái đèn sẽ ở bằng 3. Đúng rồi, thế sao con biết? Thế sao là con sợ con không tính được? Thế con thử tính 20 mà chia cho 5. Anh vừa chỉ cho ra Ừ. thì bằng 4. Sao con biết? Sao con lại tính được? Thế Anh thế 25 mà chia cho 5. ai 15 mất Ừ. anh chưa cho đâu. Chia cho 5 cơ mà. Bằng 5. Ôi dồi, sao con lại tính ra?